mọi người cũng có thể là tí đọc lên số điện thoại của mình, nếu như ai muốn giúp đỡ họ sẽ đến trực tiếp không cần qua bọn con. Dạ. Chút nữa bây giờ em cứ ghi ấy đi, bữa nào chút nữa các chú chị âm gì ạ, ông cho số điện thoại. Dạ. Ốm quá. Mọi người thấy con ốm không? Giờ này không biết là mọi người ngủ hết rồi. Giờ này mình vẫn lang thang ngoài đường. Hồng Thiếu Hoàng và nhóm vẫn lang thang ngoài đường đây. Các thành viên với nhóm vẫn lang thang ngoài đường đây. Nhưng mà ông nào cũng cầm cái điện thoại này. Không biết mọi người chào, dạ chào anh Anthony Vũ. Chào anh. Xin chào tất cả mọi người, lại là một đêm thứ tư. Một đêm thứ tư hàng tuần như thường lệ, nhóm lại tiếp tục hành trình đêm Sài Gòn. Nhóm lại tiếp tục hành trình đêm Sài Gòn và đêm nay lại tiếp tục đến với những người vô gia cư. Nhưng mà hôm nay là những người mà họ có nhà, họ có một cái mái nhà che mưa che nắng, có một nơi để ở, có một nơi để dựa lưng vào ban đêm. Nhưng mà không phải nhà của họ, là một ngôi nhà chung của những người già, những người neo đơn và những người thậm chí bị tàn tật hay những người có những hoàn cảnh rất là khó khăn để đến với nhau, để cùng đi ở, để cùng đi bán những tờ vé số kiếm tiền. Hôm nay nhóm đã đi tìm đến đây qua rất nhiều cái nguồn thông tin để xin được giúp đỡ các cô, các bác, các chú ở đây. Và cùng với mọi người hôm nay cùng với nhóm để nghe trực tiếp câu chuyện của những người dân rất khốn khổ này. Họ đã phải mưu sinh, đã phải vất vả khổ sở như thế nào. Trước mắt mọi người là hình ảnh ngôi nhà chung. Đây là ngôi nhà chung của hiện tại là có 24 người. Các ông, các bà, các bác, các chú hiện tại đang ở đây sống chung với nhau ngôi nhà chung này. Con chào tất cả các đây là con đang quay trực tiếp mọi người nhé. Dạ, các ông, các bà chào những cái người trên mạng một chút đi ạ. Mọi người đây là những cái người hiện tại thì các bác bán vé số chưa về hết. Nhưng mà trong thời gian đợi mọi người về hết thì hiện Hồng Thái Hoàng sẽ chia sẻ một chút câu chuyện của mọi người, những con người rất khốn khổ đây lên cho mọi người cùng nghe nhé. Trước tiên là một người mới về. Dạ con chào ông. Ông ơi, dạ ông có nghe rõ con nói không ạ? Ông có thể kể cho bọn con nghe về ông một chút được không ạ? Ông tên là gì, bao nhiêu tuổi và sao ông phải đi bán vé số như này được không ạ? Chị nói em chậm lại. Mất kịp với con á, giờ nhà qua thì mẫu khó khăn, lụt bão luôn luôn thì con nó cũng mất mắt, qua màu. Giờ ở nhà thì con cháu thì nó cũng lo con như được cái nào của nó. Rồi giờ là ông á, thì còn đi bơi cái được chút ít thì tôi đây kiếm đỡ một đồng tiền đó giờ phụ bà trong gia đình. Thì trong thời gian được không nào được. Bây giờ không biết có gì nữa hết. Dạ, ông bao nhiêu tuổi rồi ạ? Đây còn 70 rồi. Ông 70 tuổi rồi ạ. Thế ông đi bán vé số như này thì một ngày ông bán được bao nhiêu tờ vé số? Ví dụ như ngày hôm nay ông bán được bao nhiêu tờ ạ? Nó cũng tùy theo cái hoàn cảnh trường hợp. Thì nếu mà mưa thì con người bán hơn 100 tờ. Dạ. Hay là 120. Dạ. Đấy là cùng là hết. Dạ. Còn giờ trả số hết. Dạ. Tờ nắng thì bán cũng được 178. Dạ. Một tờ vé số như theo con biết là một tờ vé số được 1.000 một tờ đúng không ạ? Tức là nếu bán 100 tờ được 100.000 thì phải đi từ sáng, tức là cho đến bây giờ. Con bán 100 tờ thì là được 100.000. Dạ. 100.000 thì ăn uống thì hết 40-50 rồi. Dạ. Còn có. Dạ. Thế những lúc ốm đau mà trái nắng trở trời tiền thuốc tiền men thì sao ạ? Hả? Lúc mà ốm đau á, thuốc men. Thì con đi, nếu nặng thì con như là mình xin đại lý ra mình về quê. Dạ. Dạ, để vợ con là lo. Dạ. Lo thuốc men. Dạ. Đó là thiếu, đó là trường hợp là nặng. Dạ. Còn nhẹ là cám ho đồ thì có số nhà là từ thiện tới cho. Dạ. Hộp thuốc đấy. Dạ. Đây có một hộp thuốc đúng không ạ? Có hộp thuốc của các nhà từ thiện. Đây là cái ngôi nhà chung. Chiếc tivi này chắc là cũng được các nhà từ thiện cho đúng không ạ? Dạ vâng, đây là số mì và gạo mà một số các nhà từ thiện cho. Hiện tại thì nơi này là có 24 người, nhưng mà hiện tại các ông, các bà, các cụ vẫn chưa bán vé số về. Ông ơi, con hỏi một chút nữa.
Thế bây giờ ông đi như thế này thì một năm ông về quê được bao nhiêu lần? Tết ông có về quê không? Tết ông có về quê không? À giờ tháng 3 là bắt đầu con đi hết giờ cả nhà luôn. Dạ. À tất cả ở đây về hết ạ? Không ai ở đây đúng không đó ạ? Là ngày 23. Dạ vâng. Con chào bà. Ở đây một con nghĩ là chắc là bà hơn 70 tuổi rồi đúng không ạ? Bà thì 80 rồi. Ôi bà 80 bà vẫn đi bán vé số. À bán số cũng ngày đêm cũng trăm tờ. Mà ngày đêm trăm tờ đi bộ ấy ạ? Đi còn đi nó đi bộ về nấu. Nấu. Giờ lại cũng được hai đứa gái. Dạ. Là cả chồng đó cho nên nuôi ông nấu hoài. Giờ quậy theo nấu giờ quậy bán kiếm tiền. Giờ quậy đau bệnh rồi. Nhà kia để nọ, không ai nuôi hết. À, Nguyễn Anh Tuấn ơi, con cái ông bà đều có con cái nhưng mà con cái cũng rất là nghèo, không đủ khả năng nuôi, rất là nghèo. Thành ra là ông bà phải tự đi mà mưu sinh kiếm sống hàng ngày. Đây cũng có một cụ già nữa. Dạ, con chào bà. Dạ, bà ơi, bà bao nhiêu tuổi rồi ạ? 70. Bà 70 ạ, bà đi bán vé số này lâu chưa bà? Mới đi năm nay à. Bà cũng như tất cả mọi người, tất cả đều Phú Yên, ở Phú Yên hết đúng không ạ? Dạ, nhưng mà tại sao phải bỏ quê đi bán vé số này xong ở nhà? Bà khổ quá, khổ nghèo quá lắm, con nó cũng khổ lắm, nghèo không có tiền. Nên bà đi kiếm ăn. Dạ. Tuổi khác khổ quá. Thế một ngày bà bán được bao nhiêu, bán được bao nhiêu tờ ạ? Bán 50 tờ à. 50 tờ được có 50 nghìn. 50 nghìn ăn hết thì làm gì còn tiền ạ? Ăn cũng nhín, bà nhìn đói miếng à, bà không có tiền ăn nào hết. Ôi trời ơi. Nhịn đói miết đi ạ. Ôi trời ơi. Bật đói ở dịch nhà hộp cơm. Dạ. Chứ còn không phải ăn ở vài đường. Dạ. Không, đường là tao không dám ăn. Không dám ăn, tức là không dám ăn luôn để tiết kiệm tiền đi ạ. Dịch nhà này có hai bữa thì cũng ăn. Dạ. Chứ còn đường không dám ăn. Thế bà hay bán vé số ở đâu? Bán đi quận 5, quận 8 rồi. 5, quận 8, đi bộ mướt miết như thế. Đi bộ miết à. Thế có bao giờ đi đường mà mệt quá xỉu không? Cũng mệt là ngồi nghỉ. Dạ. Ngồi nghỉ tí thì bầm tay mình đó nè. Dạ. Vâng, thế còn cô ạ, cô chú ạ, con chào chú. Vâng, chú ơi, chú cũng ở Phú Yên hay chú ở đâu hả chú? Phú Yên ạ. Tất cả đây là Phú Yên hết đúng không ạ? Phú Yên, Phong Mỏ. Thế gia đình chú, con cái chú đâu mà gia đình con cái chú đâu ạ? Gia đình con cái của nhà cũng khổ, khổ từ hồi xưa tới giờ. Dạ. Mình con cũng làm kiếm ăn rồi, mình cha mẹ con đi đây đi đó kiếm ăn chứ còn ở nhà không có lấy gì để đỡ mà đủ ăn. Dạ, vâng ạ. Con chào bà mới về. Thế chú ơi, một ngày chú bán được bao nhiêu, chú bán được nhiều vé số không? Cũng vô chân ngàn bữa trăm tờ, bữa 70 nè. Dạ, 70-80, thế thì ăn hết rồi cũng hết 30-40 rồi đúng không? Thế ạ, thế có Tết thì về quê thì có tiền về quê không chú? Cũng tiền tặng kiếm chút ít. Ôi chào bà, ôi trời ơi, bà ơi, bà bao nhiêu tuổi rồi đấy ạ? Ôi nhìn bà, ôi chết chết rồi, nhìn bà. Bà ăn tối chưa? Bà ăn tối chưa? Thôi bà bao nhiêu tuổi? 81. Bà 81 tuổi rồi chứ người bà bé tí như này thì bà đi bộ à? Ông ơi, xe ôm cái ông chó. Con chào chú ạ. Con chào chú. Bà 81 bà vẫn đi bán vé số chứ quê bà ở đâu ạ? Quê bà ở đâu hả bà? Quê bà Hà Tình, bà Phú Yên lâu rồi. À, bà Phú Yên lâu rồi. Phú Yên bà 40 năm rồi. À, thế bà đi bán vé số lâu chưa? Hay. Bà đi bán vé số lâu chưa? Vé số cũng 7-8 năm rồi. 7-8 năm trời. 7-8 tháng ấy nữa. À, thế con cái bà đâu ạ? Con cái ạ? Đang chạy chạy đi. Không, con. Con ạ, con bà đâu? Con ở nhà. Ở nhà, thế sao bà không ở nhà với con mà đi bán vé số? Cháu ở chợ. Không, nhưng mà con bà không nghe được ạ. Dạ vâng ạ. Vâng bà, vâng. Thế một ngày bà bán được nhiều không? Một ngày bà bán được bao nhiêu tờ? Bà 400 chứ đi. 300-400 tờ. 300-400 tờ nhiều thế ạ? À, bà không nghe được ạ. Dạ. 300 tờ. Một ngày 300 tờ. Hai người. À, hai người bán. À, ủa con chồng, ôi trời ơi, bà già này. Ôi trời ơi. Con chào bà mới về. Bà 81, bà cũng 81. 84. Bà hôm nay bà bán được bao nhiêu tờ rồi? Bán được nhiêu đâu? Mới có 30 tờ ấy ạ. Ôi trời ơi. 30 tờ thì được 30 nghìn thì làm sao đủ ăn hả bà? Dạ. Rồi, chú con chú ơi, chú vào đây ngồi. Chú ơi, con. Dạ các chú vào. Dạ vâng. À dạ vâng. Ôi, tay chú bị làm sao này chú?
bị hồi nhỏ không? Hồi nhỏ. Dạ vâng. Thế chú bán vé số lâu chưa ạ? Chú bán vé số lâu chưa ạ? Lâu rồi. À thế một ngày hôm nay chú bán được bao nhiêu tờ rồi? Chiều nay hả? Dạ. Mấy chục tờ con à? Mấy chục tờ thì được mấy chục nghìn thì đủ ăn làm sao? Không đủ thì nhịn. Em đói em hết rồi nhịn luôn. Thế gia đình chú đâu? Hả? Gia đình ạ? Anh ở quê. Dạ quê nhưng mà xong ở với gia đình. Chú làm không được ở quê làm gì? Không làm thì phải đi bán vé số này ạ. Nhưng mà con hỏi một chút là các bà các cô các chú đây là có ai nhận được cái sự hỗ trợ hay trợ cấp gì của bên của nhà nước hay của chính quyền địa phương không? Không có. Không, tức là của nhà nước thì họ có được không? Nhà nước thì có, nhà nước là già, tháng được 100 mấy thì sao là gì? Nhà nước một tháng cho nhiều chút mà được 100 mấy là không đủ hút thuốc thôi. Dạ vâng. Một tháng được 100 mấy là không đủ hút thuốc. Dạ vâng. Thế còn chú đang chạy xe ôm đúng không ạ? Đúng rồi. Con cái vợ con chú đâu ạ? Thì vợ chú hả? Dạ. Vợ chú, à cô đó. À đây ạ. À đây là cả hai cả cô chú hai vợ chồng đều ở đây chứ con cái ạ? Ở quê con. Dạ, xong ở nhà với con cái. Tại vì nói chung giờ con bây giờ là có gia đình ở riêng. Dạ. Thì chú còn coi như là về vậy ráng đi kiếm được đồng nào để sao mà giữ gia là vậy. Dạ, bây dạ. Giờ con nó không đủ nuôi con, nó lấy để nuôi tao mình. Thế là chú đi xe ôm đúng không ạ? Một ngày chú đi được khoảng bao nhiêu tiền? Chú đi xe ôm nhưng mà nay tại con mắt đây chú nó bị hư con mắt đây à? Mắt chú làm sao ạ? Bị cườm nước. À, bị cườm nước. Tức là bây giờ bác sĩ nói sao cái mắt của chú? Mắt chú bây giờ là coi như là chỉ nhỏ cái loại thuốc này nè, chứ còn nhưng mà ví dụ như là cái mắt của chú có chữa được nữa không? Chỉ nhỏ thuốc chứ còn không cách nào mổ được. Tại sao không mổ được? Thì bác sĩ nói mổ được là chú không biết là mổ được. Hàng ngày phải nhỏ cái thuốc này đúng không ạ? À, nhỏ thuốc này. À, thuốc này để có tác dụng gì ạ? Nó giữ coi như cái nhãn áp của mình là nó không căng thẳng lên. Dạ, cái thuốc này bao tiền một lọ này chú? 353 ngàn. À, 353. À, đây là cái lọ thuốc mà hiện tại chú đang dùng để cho cái bệnh về mắt của chú 353.000. Không biết là ai có biết thuốc này không? Nếu mà có thì rất là mong nhận được sự giúp đỡ ủng hộ của mọi người, giúp chú một vài cái lọ thuốc như này để chú có thể là bớt đi một cái phần chi phí của mình. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ. Thế còn anh bị làm sao? Tai biến nhưng mà gia đình ở đâu ạ? Nhưng mà lên đây một mình ạ? Nó đi với là cái ông già nãy đó con. À, ông một kia này, ông đi đen á. À thế ạ. Thế một ngày anh bán được bao nhiêu tờ? Bán ngày nhiêu? 200 tờ. Được nhiều tiền thế? Hai người. Tức là mỗi người được 100.000. 100.000 có đủ ăn không? À, 100.000 thì ăn hết bao nhiêu tiền? Hả? Thế phải kiếm nhiều tiền để còn lấy vợ chứ. Không muốn lấy vợ không? Không muốn lấy vợ à? Ôi, lấy vợ, vợ chăm cho mà, sao không muốn lấy vợ? À, còn chị kia là phải đi cùng với cả con gái. Ô, con chào cô còn nhiều thế hả cô? Dạ, còn bao nhiêu tờ cô? Còn bao nhiêu tờ? Còn bao nhiêu tờ vé số ạ? Còn nhiều lắm con, còn tên... trăm mấy thì bác cô được, cô nhận, cô nhận bao nhiêu, cô nhận bao nhiêu vé? Nhận 100. Nhận 100 mà còn trăm mấy là sao? nhận 120. Nhận 120 mấy chục à, còn mấy dạ, còn nhiều. Ông còn nhiều không? Ông còn nhiều không? À lúc đấy đúng không ạ? Dạ, thế bà còn nhiều vé số không? Còn không? Người nào cái này về là cũng nhiều quá đấy. Nó có cái số kìa. Bà có 300 mấy người. Bà còn nhiều này ạ. 1 2 3 4 5 6 7 70 tờ. Còn những 70 tờ nữa, 70 tờ này bán hết chỗ này, bán hết chỗ này được 70.000 đúng không ạ? Bán hết chỗ này được 70.000. Dạ, con nghe nói hôm trước là có cái ông giám đốc của tỉnh cái gì nhỉ? Hôm trước là trên một cái tờ báo là có ông giám đốc của cái tỉnh Tiền Giang. À, nói rằng là những người tàn tật đi bán vé số có thu nhập hàng 100 triệu đồng một tháng. Dạ, ông giám đốc của tỉnh Tiền Giang, tài chính của tỉnh Tiền Giang có đi nói là những người bán vé số là đi bán vé tàn tật đi bán vé số có thu nhập hàng 100 triệu đồng một tháng. Và đây hôm nay chúng ta ngồi đây trực tiếp để gặp những người già
những người đây đi bán vé số để biết rằng các cụ thu nhập bao nhiêu. Một ngày các cụ nhận khoảng tầm 200 tờ vé số và phải may mắn lắm thì bán được hết 200 tờ. Và nếu bán được hết 200 tờ phải đi từ sáng cho đến đêm mới được 200.000. 200.000 trong đó thì tiền ăn, tiền thuê nhà trọ, các khoản tiền khác thì còn khoảng 150. Nếu mà ăn rất tiết kiệm thì còn khoảng 150. Còn ngược lại thì những lúc ốm đau, bệnh tật, thậm chí những hôm mưa thì không bán được hàng thì có cụ như hôm nay bán được 30 tờ, được 30.000 phải nhịn ăn. Chúng ta nghe thấy đất nước của chúng ta đã bao giờ được như thế này chưa? Đây đã bao giờ được như đây là nơi mà các cụ đang ở đây. Ngôi nhà này là cái ngôi nhà mà các cụ thuê 5 triệu một tháng và chia nhau ra trả tiền 5 triệu một tháng. Và con nghĩ như này này, hay là bây giờ thay vì khi nãy Hồng Thái Hoàng có đề nghị giúp đỡ là hôm nay thì thay mặt nhóm Hồng Thái Hoàng có đến đây và xin chia sẻ một phần một chút, tức là xin biếu các bà, các bác, các cô, các chú ở đây là mỗi người 150.000, xin được bớt một phần nào cái khó khăn cực nhọc của những người ở đây để có thêm được cái miếng cơm, miếng cháo hàng ngày. Lúc nãy thì Hồng Giáo Hoàng có chia sẻ với các bà là một tháng trung bình tiền ăn của 24 người là khoảng tầm 7 triệu đúng không? Lúc nãy mình tính là 7 triệu. 7 triệu thì Hồng Thế Hoàng tính là sẽ chia sẻ một nửa số tiền ăn đó cho tất cả các cụ ở đây. Tuy nhiên thì bây giờ thì Hồng Thế Hoàng nghĩ lại là có lẽ là Hồng Thế Hoàng sẽ giúp đỡ một cách khác, là ngôi nhà này một tháng thuê 5 triệu đúng không? Hồng Thế Hoàng sẽ trích quỹ nhóm. Hồng Thế Hoàng sẽ trích quỹ nhóm mỗi tháng 5 triệu để trả tiền nhà. Con sẽ trả tiền nhà cho các ông các bà được không ạ? Dạ. Hồng Thế Hoàng xin được trích quỹ nhóm một tháng 5 triệu và trực tiếp đến đây trả tiền nhà cho chủ nhà để cho các ông các bà, thay vì cái số tiền đó phải đóng tiền nhà là 200.000 một tháng, chia ra là mỗi người 200.000 một tháng phải đóng tiền nhà, thì cái số tiền đó mọi người có thể tiết kiệm được 200.000 để có thêm một cái viên thuốc nào đó phòng khi trái gió trở trời, hoặc là có mua thêm chút tiền tàu xe để mỗi lần về quê, hay là như có người còn có cháu có con thì gửi tiền về cho con cháu. Dạ, đây là hiện tại là có ở ngôi nhà này có 24 người, nhưng mà bây giờ thì mọi người chưa về hết. Hiện tại trước mặt Hồng Thế Hoàng thì chỉ có khoảng bao nhiêu người đây ạ? 13. Hiện tại là còn có 14 người đây. Thì có mấy cụ rất là già, toàn từ 70-80 tuổi trở lên. Đây hai mẹ con, đây là hai mẹ con phải bỏ con ở nhà. Có mấy đứa con thì bỏ con ở nhà để hai mẹ con lang thang đi bán vé số. Các cụ đây thì toàn 70-80 tuổi đây. Như cụ bé tí với tẹo này, con không hiểu cụ đi kiểu gì luôn á. Đấy, như cụ đây, đấy trông cụ yếu quá, thế này cụ vẫn đi được. Cụ ngủ, cụ ăn tối chưa? Ăn tối chưa? Chưa ăn gì ạ? Ông ăn gì chưa? Chưa ai ăn cả. Thế bây giờ mọi người về mọi người mới ăn đúng không ạ? Thế những cái đồ mọi người nấu vào cái nồi kia à? Nấu cơm à? Rồi, tức là thế bây giờ mọi người có cần cái dụng cụ gì để nấu ăn không? Có cần đồ gì để nấu ăn nữa không? Dạ. Tức là bây giờ là mọi người cần những cái gì ạ? Cần cái gì? Nấu khỏi cho con được. À, cái bình mình ấy à? À, dạ. Ý là với cô với chú là mình nói với bà là nói rõ là ví dụ như giờ với bà với cô với chú, mấy anh với chị là giờ cần cái gì về vật dụng như nấu ăn hoặc là vật dụng sử dụng trong cái nhà nhỉ? Ngôi nhà trong này như cái gì thì cứ nói ra một con có thể hỗ trợ được thì con sẽ hỗ trợ. À, bây giờ như này nhá, nhà con thì có thừa rất, mình nhà mình nấu cơm đúng không, nấu cơm từ thiện có nhiều đồ mà mình bây giờ mình không dùng tới, lần sau con sẽ mang đến một ít đồ ly chén biết bát đĩa gì đấy nó còn mới em biết ba ở đây nấu cơm á,
thì xoong nào nó cũng có. Dạ. Như hôm trước từ thiện nó cho được mấy xoong em à. Dạ, dạ. Rồi cơm điện đồ nó cũng cho. Dạ. Bây giờ ở đây thì em giúp cho được cái bình ấm đó, với lại em mua thêm cho vài chục chén nữa. Dạ, dạ rồi ạ. Vậy thì dạ. Vâng thì con sẽ mua một cái ấm đun nước sôi đúng không? Và ít chén bát đúng không? Dạ vâng. À, thì đấy hôm nay như con thông báo với tất cả mọi người là, ngoài cái việc hôm nay mà đến hỗ trợ là Minh Thi Võ Thị, đúng rồi, cái nhà này có cả trên lầu nữa, trên kia còn một lầu nữa đúng không, trên kia còn ba lầu à? À tức là có ba gác có ba gác chứ không phải có tí xíu như vậy đâu, thì ở 24 người thành ra là một số cụ còn ở chân, những người khỏe mạnh thì leo lên kia ngủ. Ngôi nhà này là thuê 5 triệu một tháng. Vâng, Thế Hoàng xin được nhắc lại với con hứa với các bác, các cụ ở đây là cứ ngày đầu mình đóng tiền nhà vào ngày bao nhiêu? Ngày 2 đầu tháng. Tức hôm đó chủ nhà sẽ đến đây đúng không ạ? À, ngày mùng 2 hàng tháng có một người nữa mới về. Dạ, chào anh. Anh bị tay anh bị làm sao này? Tức là bị từ bao giờ ạ? Đã làm gạch đó. Hậu trai nó làm gạch bị cuốn mấy nó cuốn mà. Trời ơi, thế nhưng mà có được hỗ trợ gì không? Hôm nay anh có bán được nhiều vé số không? Được 100 tờ không? 100 tờ được 100 nghìn thì ăn hết mấy chục nghìn rồi. Dạ. Thật ra mỗi người một hoàn cảnh, và nhưng hoàn cảnh nào cũng rất là đáng thương, bởi vì ngoài việc mà già lại còn bị tàn tật nữa. Do thì có chú thì bị từ bé, có anh thì bị do tai nạn lao động, trường hợp nào cũng đáng thương. Để có một cái sự giúp đỡ lâu dài hơn thì như con nói đấy, một tháng cái thay vì tiền nhà mọi người đóng, con ngày mùng 2 tí con sẽ để số điện thoại ở đây của con cho mọi người. Con để số điện thoại của con cho mọi người, và con sẽ lấy một số điện thoại của ai đó ở đây mà có hay cầm được điện thoại nhất, để con gọi điện, và cứ mùng 2 hàng tháng con sẽ đến đây để đóng trực tiếp tiền nhà cho chủ nhà, và mọi người sẽ không phải lo đóng tiền nhà nữa, tức là mọi người cứ thế ở thôi. Nếu mà có ai đến đây ở được nữa, kêu mang được nữa thì mọi người ở được thì mọi người cứ cho vào ở. Cái tiền nhà 5 triệu một tháng con sẽ đóng, còn cái tiền điện tiền nước thì mọi người chia nhau cũng được, cái đấy thì không đáng chia nhau. Còn con sẽ hỗ trợ thêm mua một số dụng cụ, thì thay vì một tháng là như lúc ấy con nói là con chia sẻ một chút cái tiền ăn là 3 triệu đúng không, là 3 triệu rưỡi đúng không, thì bây giờ con tăng ở đây là 5 triệu một tháng, con đóng cho phụ cho mọi người tiền nhà. Thì gần Tết rồi, nếu như mọi người về quê ở đây thì Hồng Thế Hoàng xin được kêu gọi giúp đỡ cho những các bác, các ông, các bà ở đây một chút tiền kinh phí để các bà, các bác có thể về quê được ăn Tết. Tất cả những người ở đây đang sống hầu nhất ở Phú Yên đúng không ạ? Phú Yên. Chỉ có bà là cũng ở Phú Yên rồi đúng không? 100%, 24 con người đây đều ở Phú Yên. Quang Đỗ cho địa chỉ đúng không? Ở địa chỉ ở đây là bao nhiêu ạ? 24 trên 22A. Chú nói địa chỉ cho mọi người ạ. 24/22A. 24/22A. Đường Nguyễn Văn Cừ. Đường Nguyễn Văn Cừ. 24/22A. Đường Nguyễn Văn Cừ. Phường Cầu Kho, quận Nhất. Chú cũng có thể đọc số điện thoại của chú lên đây, để nếu như có ai muốn giúp đỡ thì mọi người có thể gọi điện cho chú để liên hệ trực tiếp với các cụ ở đây ạ. Số điện thoại của chú là 0122. Không, để ghi vào để quay lên cho mọi người. Em ghi vào một cái gì đấy, cái cuộc gọi đi ạ. 0122 473 9661. Dạ, xong chưa? Đây là số điện thoại của chú. Dạ, chú tên là gì ạ? Chú Tình Tiến. Đây là số điện thoại của chú Tiến, một trong 24 người hiện tại đang ở cái ngôi nhà này. Chú Tiến, nếu như ai đó muốn đến đây gặp trực tiếp các cụ và muốn hỗ trợ trực tiếp các cụ, cứ gọi cho chú theo cái địa chỉ mà chú vừa đọc, số nhà 24/22A đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1. Đây là cái số điện thoại của chú Tiến nhé. Mọi người nếu ai muốn giúp đỡ thì cứ đến thẳng đây, không cần thiết phải qua Hồng Thế Hoàng. Tuy nhiên thì vô thường, dạ đúng rồi, 24/22A đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1, và số điện thoại Hồng Thế Hoàng vừa mới đưa lên là số điện thoại của chú Tiến, một trong 24 người hiện tại đang ở ngôi nhà này.
Và Hồng Giáo Hoàng ngoài cái việc mà thông tin lên cho mọi người, có ai muốn đến giúp đỡ riêng thì mọi người cứ đến. Còn Hồng Giáo Hoàng cũng xin được kêu gọi giúp đỡ cho các ông, các bà, mọi người đây. Hồng Giáo Hoàng xin được nói lại cái câu chuyện lúc ấy là 24 người đây đều là Phú Yên hết. Và như lúc ấy cái sự chia sẻ và đều đi bán vé số, và như chị chia sẻ của mọi người là ở Phú Yên rất khổ, rồi trải qua nhiều lần lũ lụt, gia đình lại càng khổ hơn nữa, thành ra con cháu họ cũng đã phải trải qua những cái sự khó khăn, thế không thể nuôi được các cụ, các cụ đành phải tự đi mưu sinh kiếm sống. Cháu Hoàng xin được kêu gọi cho mỗi một cụ là 300.000 để tiền các cụ có thể về quê ăn Tết. Ở đây là có 24 cụ là sẽ nhân bao nhiêu, nhân 3 là 7.2 triệu đúng không? Xin được kêu gọi 7.200.000 dành cho 24 người ở đây, mỗi người 300.000 để mọi người có thể về quê. Phụ thêm một chút tiền để mọi người có thể về quê để ăn Tết. Nếu như có bất kỳ một sự giúp đỡ nào, vui lòng có thể liên hệ trực tiếp với ông Thế Hoàng. Còn nếu sự giúp đỡ riêng thì mọi người cứ liên hệ với chú Tiến. Còn sự giúp đỡ về vé thì mọi người cứ liên hệ với ông Thế Hoàng. Ông Thế Hoàng sẽ mang số tiền đó đến tận tay gửi đến cho các cụ. Số điện thoại của ông Thế Hoàng, không biết là mọi người có ai nhớ hết chưa? Ông Thế Hoàng xin đọc lại số điện thoại của mình nhé. 01678. Đức bấm số điện thoại của chị đi để cho mọi người số 01678 233 113 là số điện thoại của Hồng Thế Hoàng. Và mong nhận được sự giúp đỡ mọi người để cho các cụ có thể có thêm một cái chút kinh phí về quê hưởng một cái ngày Tết đoàn viên với gia đình. Không chưa? Ấn số thôi, ấn số vào số cụ gọi đi á. Đây là số điện thoại của Hồng Thế Hoàng nhé. 01678 233 113. Dạ đúng rồi Vũ Trường. Bất kỳ một sự giúp đỡ nào thì để giúp được cho các ông, các bà, các cô, chú ở đây bớt được phần cực nhọc thì chúng ta hãy cùng nhau chung tay để giúp đỡ. Như lúc đấy hôm nay là bọn con đến đây xin chia sẻ với các bác, các cô, các chú là mỗi người 150.000 để mọi người có thêm cái tiền để mọi người mua thêm gạo hay mua thêm cái gì để mọi người ăn. Là ở đây là có bao nhiêu người ạ? 24 người. 24 người đúng không? Tiền lúc ấy là nhân là bao nhiêu? Là nhân với 150 là bao nhiêu? 3.6 triệu. Vậy thì bây giờ con đưa cả 3.6 triệu chung nhá, mọi người chia nhau. Đấy tất cả là 4 triệu thì bớt đi 400.000 là đủ. Đó. Đây. Hồng Cháu Hoàng nhắc lại, ở ngôi nhà này là có 24 người. Tuy nhiên thì bây giờ là 11:30, nhiều cụ đi bán vé số đến 1 giờ đêm mới về. Bây giờ các cụ chưa về hết, ở đây còn hiện tại đây chỉ có 14 người thôi. Hồng Thế Hoàng sẽ gửi lại số tiền này là 3.6 triệu cho 24 người để các cụ có thể chia cho nhau. Một lần nữa xin được kêu gọi tiền để cho các cụ đi về tàu xe, mỗi người là 300.000 để các cụ thêm cái tiền đi về tàu xe. Và như Hồng Thế Hoàng vừa nói, Hồng Thế Hoàng sẽ dùng cái phần tiền quỹ của mình để gửi đến cho các cụ đóng tiền nhà, tức là một tháng cái tiền nhà của cái ngôi nhà này ông Thế Hoàng sẽ thay mặt nhóm để đóng cho các cụ sẽ không cần phải đóng tiền nhà nữa. Các cụ ơi, đây là những cái sự giúp đỡ này đều là sự giúp đỡ của đồng bào hải ngoại và một số đồng bào trong nước gửi tới, không phải của Đảng và Nhà nước đâu nhé. Con nhắc lại là đây không phải tiền của Đảng và Nhà nước đâu, đây là tiền của những cá nhân, của cả những người đồng bào ở nước ngoài, họ có cái tình thương, có tình thương đối với những cái hoàn cảnh cơ cực ở Việt Nam, và họ gửi tiền về để cái số tiền này được gửi đến tận tay mọi người. Và con đến đây con cầm tận tay số tiền này gửi cho các bà, các cô, các chú. Đấy, con nhắc lại là nhớ là không, đừng có hiểu lầm đây tiền của Đảng và Nhà nước. Đảng và Nhà nước chả cho cái gì cả, đúng không ạ? Chả cho gì cả, lũ lụt thì trồng chất như thế mà cũng chả cho cái gì đâu. Thì mọi người mà hiện tại là các bà, các cô, các chú còn đang nợ 30 triệu đấy. Mà ông có biết không? 52 triệu rồi. 52 triệu á? Tăng bao nhiêu rồi? Mọi người có biết không? Mọi người hiểu vì sao mình đang nợ Nhà nước 52 triệu không? Có ai biết hiểu? Có ai hiểu không ạ? Hiện tại là ví dụ như con tính như ví dụ cho mọi người nghe này nhá. Là ví dụ một tháng nhà cô tiêu khoảng hết tầm 5 triệu đúng không ạ?
Nhưng bởi vì cô tiêu xài hoang phí, cô tiêu 8 triệu và cô phải đi vay 3 triệu. Đúng không ạ? Thì tức là cô đang nợ hàng xóm 3 triệu. Thì bây giờ muốn trả nợ hàng xóm thì cô chia đầu người trong gia đình cô ra là mỗi người một chút để đi trả nợ. Đúng không? Cô hiểu ý không ạ? Và chúng ta cũng thế. Tất cả chúng ta đang phải nợ 30 triệu bởi vì nhà nước chúng ta trong ngân sách, trong quỹ của ngân sách nhà nước là không còn một đồng tiền nào cả. Phải đi vay của nước ngoài. Đi vay rất là nhiều và bây giờ nợ rất là nhiều thì thay vì không có cách nào trả là phải chia ra bình quân 90 triệu dân là mỗi người dân nợ 30 triệu. Và cái tiền này mọi người biết là họ lấy của chúng ta một cách nào không? Tăng vào các khoản tiền chi phí, tiền xăng, tiền điện, tiền sữa, tiền gạo. Họ tăng vào các khoản đấy. Thay vì bình thường nếu như mình mua sữa khoảng tầm 15.000 một lốc thì bây giờ mình phải mua là 18.000 một lốc. Thì họ tăng lên 3.000 để cái tiền đấy họ thêm vào để họ có thêm cái tiền thu nhập để họ. Đấy mọi người có hiểu không ạ? Đấy thành ra là chúng ta đang là những con nợ. Chúng ta đang là những con nợ của chính đất nước mình. Mặc dù đi làm rất vất vả nhưng mà thay vì họ lo cho chúng ta thì chúng ta lại phải mắc nợ. Và có thể mọi người không hiểu là mọi người phải trả nợ như thế nào, nhưng thực tế là thay vì bây giờ cô một tháng cô kiếm được 3 triệu thôi, cô có thể thu, cô có thể vẫn ăn xài được đúng không? Nhưng bây giờ cô phải kiếm được 5 triệu cô mới đủ ăn xài. Bởi vì là tất cả các khoản chi phí tăng lên. Ví dụ như em đi học, bây giờ tiền viện phí cũng tăng, mọi người có biết không? Tiền viện phí cũng tăng, tiền học phí cũng tăng. Tiền xăng, tiền điện, tiền nước, tất cả các khoản tiền đều tăng. Đó là cái tiền mà họ có thể sử dụng vào đây. Đó là con nói giải thích cho một chút để cho mọi người hiểu. Dạ thôi, bên nước đưa tiền cho chú chưa? Đưa cho chú Tiến là đại diện luôn. Bây giờ con cứ đưa cho chú Tiến nhá. Bây giờ chú Tiến đại diện là con đại diện cho những sân đếm, sân đếm, chú đếm, sân đưa cho chú đếm. Dạ, chú đếm lại đi ạ. Bất kỳ sao chú đếm đi ạ. Nó quay. À, 3.6 triệu đúng không ạ? Dạ, đây là 3.6 triệu là số tiền chia cho 24 người ở đây. Mỗi người là 150.000 đồng. Và mỗi tháng có nhắc lại nhé, mỗi tháng ngày đầu tiên tức là ngày thứ mùng 2 đúng không? Hồng Thế Hoàng sẽ đến đây đóng tiền trực tiếp cho chủ nhà để cho các cô các chú đỡ phải tiền đóng tiền nhà, và Hồng Thế Hoàng cũng sẽ quay trực tiếp lên cho mọi người thấy. Dạ, còn nếu như là có bất kỳ tấm lòng nào muốn giúp đỡ các cô các chú thì cứ liên hệ với Hồng Thế Hoàng hoặc liên hệ theo số điện thoại của chú Tiến. Có thể đến đây trực tiếp, có thể thăm trực tiếp, có thể gửi tiền trực tiếp, không cần thông qua Hồng Thế Hoàng. Còn những ai mà muốn thông qua Hồng Thế Hoàng để Hồng Thế Hoàng có thể dùng cái tiền đó làm chi phí hàng tháng thì cứ gửi trực tiếp cho Hồng Thế Hoàng. Một lần nữa, có ai muốn nói với các cô các chú, còn ai muốn không ạ? Muốn nói với mọi người nữa không ạ? Dạ, cô có muốn nói gì nữa không ạ? Cô cũng rất là cảm ơn cũng tấm lòng của mấy con, cái tình thương của cô mấy cô ở đây. Dạ. Thì cô cũng có gì cô cũng cảm ơn của mấy con hết. Dạ, dạ, con cũng cảm ơn cô. Đưa số điện thoại của chị cho chú đi. Chú đi số điện thoại của con vào. Số điện thoại con đọc lại một lần cho mọi người, ai nhớ được thì nhớ nhé. Không ạ, chú cứ ghi vào. 01678 233 113. Ông bà có ai muốn nói gì nữa không ạ? Bà cũng kiệt sức ở trong bà, bé tí vết tẹo à? Trời ơi, chắc là khoảng 20 cân không? Mọi người phải nhìn lên chân mới thấy bà bé tí vết tẹo. Đây là bà này. Đây là bọn đi phòng với họ. Mọi người ơi, đây là cái tivi được cả các nhà hảo tâm họ mua đấy nhé. Đó, tủ thuốc cũng thế. Lần sau con đến con sẽ con mất có một cái này con sẽ gửi tặng mọi người. Cái thuốc chữa mắt thì con có đăng lên rồi, nếu như ai có giúp đỡ thì họ sẽ trực tiếp họ sẽ liên hệ. Con sẽ mang cho mọi người ít thuốc và có cái gì có thuốc có cái gì nhỉ? Thôi rồi con sẽ về con xem có cái gì con sẽ gửi thêm cho mọi người. Thế nhé, xin được cảm ơn tất cả mọi người. Cũng khuya rồi, bây giờ là 12 giờ kém rồi thì nhóm sẽ về để cho các cụ nghỉ ngơi. Một lần nữa thì Hồng Thế Hoàng xin được cảm ơn tất cả tấm lòng hảo tâm từ trong và ngoài nước đã gửi số tiền này đến nhóm của Hồng Thế Hoàng để Hồng Thế Hoàng có thể thực hiện được chương trình này. Con cũng cảm ơn tất cả các bà, các cô, các chú đã dành thời gian cho chúng con, và mong mọi người luôn khỏe mạnh.
để có thể tiếp tục sự nghiệp là làm giàu cho đất nước bằng cách bán vé số. Con xin chào tất cả các bà, các cô, các chú, bây giờ mấy con đi bán tiếp. Bây giờ đi bán tiếp đi ạ. Có vấn đề gì thì cứ gọi điện cho con nhé. Có bất kỳ ai mà có vấn đề gì mà gọi là bị đột xuất, bị ốm đau hoặc cái gì đó đột xuất thì cứ gọi điện cho con sẽ đến. Dạ. Vâng. À, thế nhé, xin cảm ơn và xin cứ cái gì mà khó khăn cứ alo. Đây là nhóm của Hồng Thiếu Hoàng nhé. Alo số này. Số còn mới lưu á. Trong tàn có ạ. Dạ. Có thể giúp đuôi này được không? Cái đấy là cái gì ạ? Bây giờ mổ ấy ạ. Bây giờ chú đi khám chưa? Chưa đi khám ấy ạ. Thế bây giờ phải cần đi khám nữa đúng không? Thế thì xem nào, hôm nay là thứ mấy? Thứ tư. Mai thứ năm không đi được. Sơn đi được không? Được. Thì Sơn đến đón đúng không? Chú mai phải đến bệnh viện Ung Biếu. Phải đến bệnh viện Ung Biếu mới khám được, vì bị biếu là phải đến bệnh viện Ung Biếu. Chú có đến được đấy không? Chú có tìm cách hay là nhờ chú Tiến, chú có thể chở chú đến bệnh viện Ung Biếu được không? Thế là giờ nói này, ngày mai nếu mà đi khám ok, Sơn sẽ đi cùng với chú Tiến, mà chú này là chở chú Tiến chở chú. Ông đi xe đi cùng. Mắc bao nhiêu số đi khám vậy con? Dạ. Mắc thì bao nhiêu số mà bao nhiêu cái? Thì mình đã chữa bệnh thì mình phải chấp nhận các triệu trước. Bây giờ chú phải chọn thôi, hoặc là chú muốn chữa bệnh hoặc chú muốn bao nhiêu số. Dạ. Em có tiền. Thì bây giờ con chỉ có thể giúp được chú là bằng cách chữa bệnh cho chú. Còn nếu mà để vừa chữa bệnh cho chú vừa có tiền nữa thì con lại không làm được. Mà con là ấy khả năng. Được đấy, thì bây giờ chú có một cái vết biếu ở trên cổ như thế này. Mới làm được. Con hứa là... Sáng này, mới làm được sáng. Dạ đây. Nếu như mà chú muốn thì bọn con sẽ đưa chú đến bệnh viện Ung Biếu để khám. Để chú khám và để cứ xem bác sĩ chỉ định như nào đó, sau đó chúng ta tính tiếp. Số điện thoại của con chú có rồi, nếu mà khi nào chú sẵn sàng cái tinh thần để chuẩn bị đi khám thì chú gọi điện trước cho con để con sẽ sắp thời gian nhá. Dạ vâng. Thế nhé, cảm ơn tất cả mọi người. 12 giờ kém rồi, về để các bà các cô các chú đi bán vé số tiếp chứ không phải được ngủ đâu. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ. Chào mọi người nhé. Con chúc con gì giấc ngủ yên lành. Dạ vâng ạ.